Cái loài nào muốn sống cũng phải ăn, từ loài vật cho đến cái loài người, từ vô tình cho đến hữu tình, ý thức hay không ý thức. Nhưng đặc biệt loài người cao cấp ở chỗ là mình có thể làm những cái hành động đưa cái thức ăn để nuôi sống cái thân tâm này một cách có chọn lựa và tỉnh thức. Đó là cái đẹp của làm một con người. Vậy bây giờ mình sử dụng tối đa cái công cụ tuyệt vời mà mình có nó như thế nào trong một bữa ăn đó, nó được gọi là một người thiền sinh, thiền sư, hay là một người tu tập, hay là một người sống nhiều hơn là phần con, một người đang dùng cái phần người nhiều nhất. Cái đẹp của con người mình là cái đó.